Ờ, xin chào bạn. Bởi vì viêm âm đạo là do sự mất cân bằng cái độ pH của âm đạo và khi đã viêm thì nó cản trở đến việc có thai. Bởi vì tinh trùng chỉ thuận lợi trong một cái môi trường pH nhất định. Ừ. Khi em viêm như thế có nghĩa là cái độ axit của 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 âm đạo rất cao, không thuận lợi cho tinh trùng sống và di chuyển lên buồng tử cung để làm tổ được. Thế thì muốn có thai được thì bạn phải điều trị. Thứ nhất là cái đường viêm nhiễm thế thì đối với viêm nhiễm thì rất nhiều nguyên nhân đường viêm nhiễm là suy dưới có thể là do nấm có thể là do tạp khuẩn vi khuẩn cũng có thể là do lậu cầu nó nhiều nguyên nhân khác nên chính vì thế để được điều trị đúng và chuẩn bạn nên qua cơ sở y tế để chúng tôi có thể lấy cái dịch âm đạo đó xét nghiệm nuôi cấy để xác định được nguyên nhân gây âm đạo của bạn và sẽ có hướng điều trị một cách triệt để.